chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại channel Tuyền Phạm Hào Hoa nhé. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ. Đó là món gỏi cuốn tôm. Bây giờ mình sẽ cuốn gỏi cuốn. Đầu tiên thì bánh tráng các bạn nhớ nhúng nước nha. Nhúng nước thấm đều hai mặt. Xong rồi thì các bạn bỏ rau vào, một ít rau sống các bạn cắt nhỏ ra cho nó dễ gói, và mình sẽ để vào một ít bún. Các bạn để mỗi thứ một ít thôi để hồng mình gói lại cho nó dễ. Rồi mình thêm một miếng dưa leo các bạn cắt nhỏ ra, và mình sẽ để tôm các bạn luộc xong rồi các bạn cắt đôi con tôm ra. Mình để ở đây khoảng 3 miếng là được. Các bạn để úp cái mặt tôm, cái lưng tôm xuống để khi mà mình gói ra thì là thấy hình tôm nó sẽ đẹp hơn ha. Khi rồi các bạn cứ cuốn từ từ lại. Rồi xong rồi các bạn gấp hai bên mép lại. Các bạn làm từ từ, làm nhanh quá thì cái bánh tráng mình nó sẽ bị rách đó các bạn. Rồi xong rồi các bạn bỏ hẹ vào. Hẹ các bạn cắt ngắn lại, các bạn bỏ vô, các bạn cuốn. Các bạn cuốn từ từ như mình gì nè. Đó. Thì cái cuốn của mình nó đều và nó sẽ không có bị rách cái bánh tráng, nó bung ra. Đó, thế là xong cuốn gỏi cuốn. Các bạn thấy dễ không? Rất là đơn giản luôn đó các bạn. Giờ mình làm, bắt đầu là các bạn cuốn cho hết cái số mà các bạn chuẩn bị tôm, bún, rau rồi đó. Các bạn sẽ cuốn cho nó hết. Bây giờ bắt đầu chúng ta làm tương chấm gỏi cuốn nha. Chúng ta cho 2 cốc tương xay và nửa cốc bơ đậu phộng và 2 cốc nước và 2 muỗng chi bột khuôn bột bắp. Và với công thức này thì các bạn không cần cho thêm nước dừa hoặc đường vào đâu. Nó rất là chuẩn luôn á. Chuẩn theo cái công thức của nhà hàng luôn. Khi các bạn làm ra thì mình làm ăn rất là ngon. Và các bạn để lửa nhỏ thôi để mình quậy cho nó tan đều bơ đậu phộng với tương cho nó hòa quyện với nhau là được. Đây là tương của mình sau khi đã làm xong. Và đây là thành quả cuối cùng của mình đây. Đây là dĩa gỏi cuốn tôm. Mình đã gói xong rồi, làm xong rồi. Còn đây là cái chén tương, tương nãy mình làm đó. Và cái thêm là ở dưới mình để dưa chua, ở trên mình để bỏ tương lên rồi rắc đậu phộng lên, rồi mình thêm một miếng ớt của cái tương gà. Nên bây giờ mình sẽ ăn thử cho cả nhà xem. Đây, mình trộn đều cái chén tương này lên. Đây, mình trộn đều cái chén tương này lên.
có dưa chua nè, cả nhà thấy dưa chua. Đấy. Ngon ngon ngon, nhum mì nhum mì. Nhum mì nhum mì. Ngon quá ngon quá. Ok. Ngon quá ngon quá ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn xem. Mời cả nhà. Ngon quá. Ngon quá. Tương mình làm vừa ăn lắm các bạn. Tương này công thức của nhà hàng luôn á nha. Mình không có cần nêm thêm cái gì nữa hết trơn á cả nhà. Tương này nè, không cần thêm nước dừa hay là đường gì vô hết trơn, vừa ăn luôn. Ngon quá. Cái dưa chua, mình ngắt cái dưa chua bỏ lên, cắn thêm cái dưa chua lên, múc dưa chua á, bỏ này nè. Ngon quá. Ăn gỏi cuốn này nó hơi bị mất nếp nha cả nhà. Đã hả mấy cọ, cái miệng to ra cắn. Cái dưa chua này á, ở nhà mình làm sẵn á, làm hũ mình để trong tủ lạnh á. Mời cả nhà ăn. Cái tương vừa ăn nó béo, rau bún như rau hạ thơm, tôm nữa rồi mình chấm tương ăn á, mà ăn này đậu phộng nữa đó, thử nó thơm, thơm quá thơm, ngon quá ngon, ớt cay cay mặn mặn ăn dính miệng. Cái này đúng là mất nốt thiệt luôn. Cái thạch đầy pin mở ra không? Và video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công với cái sốt tương chấm gỏi cuốn này. Và đừng quên nhấn nút like, subscribe để ủng hộ cho kênh mình nhé.
Bye, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.